Thưa quý vị, Tây Nguyên là một trong những vùng kinh tế động lực của cả nước, có tiềm năng lợi thế to lớn trong việc phát triển kinh tế xã hội và có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong quốc phòng an ninh. Theo bài viết được đăng tải trên báo Nhân dân, liên kết phát triển kết nối hạ tầng giao thông đang là yêu cầu cấp thiết trong tiến trình tạo động lực phát triển vùng Duyên Hải Nam Bộ Tây Nguyên. Việc xây dựng các tuyến đường bộ cao tốc nối Tây Nguyên với các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ chính là chiếc chìa khóa để mở ra cánh cửa liên kết ấy. Thưa quý vị, Thủ tướng vừa ban hành quyết định số 360 phê duyệt đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025. Trao đổi với báo Sài Gòn Giải Phóng, đại diện cục tài chính doanh nghiệp Bộ Tài chính cho biết, đề án đã khẳng định việc cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước là tổng thể các giải pháp như cổ phần hóa, thoái vốn, các giải pháp nâng cao hiệu quả, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, cho phá sản những doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ kéo dài không thể vực dậy được. Đặc biệt là cần có các biện pháp hữu hiệu để triệt tiêu lợi ích nhóm để doanh nghiệp nhà nước không còn là sân sau gây nên nhiều nhũng nhiễu, yếu kém trong doanh nghiệp nhà nước giai đoạn vừa qua. Thưa quý vị, ngày 3 tháng 12 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện số 8857 chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Thế nhưng theo ghi nhận của báo thời nay, sự bắt nháo của thị trường trái phiếu doanh nghiệp dường như vẫn chưa bớt được phần nào theo bài viết đã đến lúc các cơ quan chức năng cần quyết liệt vào cuộc tăng cường thanh tra kiểm tra yêu cầu minh bạch hóa thông tin về phát hành trái phiếu doanh nghiệp nhằm ngăn chặn tình trạng phát hành trái phiếu để trả nợ trái phiếu trước đó hoặc là các doanh nghiệp phát hành trái phiếu 3 nghĩa là không có xếp hạng tín nhiệm không có tài sản đảm bảo và không có bảo lãnh thanh toán Theo dữ liệu thống kê trong năm 2021, hoạt động thanh toán qua kênh internet tăng 48,8% về số lượng, qua kênh điện thoại di động thì tăng tương ứng là 76,2%, thanh toán qua QR code tăng 200% so với năm 2020. Bài viết trên báo Đại Đoàn Kết phân tích, thanh toán không dùng tiền mặt đang được đông đảo người dân lựa chọn, thay thế dần cho phương thức thanh toán tiền mặt truyền thống. Mới đây ngân hàng nhà nước đã cho phép triển khai thí điểm các mô hình thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực nông thôn với mô hình ngân hàng hợp tác của các tập đoàn viễn thông, cửa hàng xăng dầu để cung ứng dịch vụ chuyển tiền nhanh tới người dân ở khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa những người chưa có tài khoản ngân hàng. Nghị định 67 với mục tiêu là hiện đại hóa tàu cá, vươn khơi bám biển dài ngày ra đời vào năm 2014. Tuy nhiên theo phản ánh của báo Tuổi trẻ, dù những ngư dân được chọn vay vốn ưu đãi đều là những người giỏi, có thâm niên nghề, nhưng sau 8 năm thực hiện, nhiều ngư dân thua lỗ nặng nề, bị ngân hàng khởi kiện. Trả lời câu hỏi đâu là nguyên nhân của tình trạng này, nhiều ngư dân cho biết, theo hợp đồng, tất cả tàu trên nghị định 67 trên cả nước, dù lãi vay ưu đãi 1% một năm, nhưng chỉ cần một quý không trả được, thì nợ dồn nợ và biến thành lãi thương mại 7% một năm. Như vậy, chính sách chưa có hành lang pháp lý cho ngân hàng thương mại để giãn nợ, vì ngoài cho vay còn phải xem xét đến rủi ro khách quan để cơ cấu giữ nguyên nhóm nợ khi mà ngư dân mất ngư lưới cụ và thời tiết xấu hay là giá thủy sản thấp và dịch bệnh. Hà Nội vừa phê duyệt quy hoạch không gian ngầm đô thị đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Theo bài viết được đăng tải trên báo Kinh tế và Đô thị thì để phát triển không gian ngầm đô thị tại Hà Nội cần rất nhiều điều kiện và giải pháp đột phá. Trong đó thì những vấn đề đáng quan tâm nhất là cơ chế, là chính sách, là nguồn vốn, chiến lược chung và dài hạn, công nghệ, nhân lực trình độ cao. Cùng chung quan điểm các chuyên gia cũng cho rằng việc phát triển không gian ngầm đô thị của thành phố đã khá chậm và muộn muốn bứt phá để bắt kịp thực tế thì cần những giải pháp mạnh mẽ quyết liệt ngay từ bây giờ và một trong những điều kiện quan trọng nhất đối với hà nội lúc này là cần sự chỉ đạo lãnh đạo quyết liệt sâu sát của các cấp chính quyền nhằm nhanh chóng biến quy hoạch thành hiện thực Còn theo thông tin được đăng tải trên báo lao động, thì ngày 27 tháng 3, gần 80.000 thí sinh đã tham gia kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Như vậy là cùng với kỳ thi do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức trước đó, hàng trăm thí sinh sẽ có cơ hội xét tuyển sớm vào đại học thay vì chờ đợi thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Các chuyên gia tuyển sinh cho rằng, thí sinh cần nắm bắt các phương thức xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, điểm thi đánh giá năng lực và xét học bạ ưu tiên xét tuyển để tăng khả năng trúng tuyển. Khi đã trúng tuyển thì dù bằng phương thức xét tuyển nào tất cả sinh viên đều được đào tạo chung một chương trình không có sự phân biệt